thật con gà em mà anh sai. Nhà em khó thật điều rồi nên anh về đi nhé. Đâu phải muốn gì cũng được nên anh đừng làm như thế. Nhà em không còn gì ghế cho anh ngồi đâu. Chó dự đã vào tư thế anh ngửi anh về máu. Từ nay mà về sau anh đừng ghé nữa nhé. Ba hôm bể về sẽ anh đừng ghé nữa nhé. Người ta thường hay nói khó quá không được thì thôi. Nhưng hãy tình duyên tới là ý do ông trời.
bán lò hương sắc còn chưa phai. Để mình nói cho mà nghe.
em sẽ có thể con gà em.